Bác sĩ cảnh báo, thấy ngứa ở chỗ này thì chắc chắn tế bào ung thư đang phát triển, gan thận suy yếu, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Quý vị, cô bác thân mến, hiện nay có nhiều người cho rằng cứ mắc bệnh ung thư thì chẳng cần phải điều trị thêm làm gì cho tốn kém, bởi vì không sớm thì muộn, họ cũng ra đi mà thôi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia lại cho rằng đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm, bởi trong một số trường hợp, nếu được phát hiện và điều trị sớm, bệnh nhân hoàn toàn có thể khỏi bệnh. Việc nhận biết ung thư thật sự không hề khó, vì chúng có vô số những dấu hiệu để nhận biết, đặc biệt là nếu cô bác thấy ngứa ở 5 vị trí này trên cơ thể, thì 99% ung thư đã hỏi thăm, sức khỏe cô bác đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cô bác mà càng thờ ơ chủ quan thì càng thọ non. Vậy nên hãy theo dõi hết video ngày hôm nay của truyền hình sức khỏe để chủ động xử lý kịp thời cô bác nhé. Bà con lưu ý, 5 vị trí này trên cơ thể mà ngứa thì chúng ta phải cẩn thận, cơ thể đang nuôi sống tế bào ung thư, cái chết đang cận kề, càng chủ quan thì càng tổn thọ. Dấu hiệu cảnh báo ung thư đầu tiên đó là chúng ta bị ngứa mắt. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quốc Trung, Giám đốc Trung tâm Tầm soát Ung thư Bệnh viện K Hà Nội cho biết, khi mà bị ung thư gan, lúc này thay vì chất độc được gan đào thải ra ngoài, thì chúng bị giữ lại trong cơ thể. Chất độc hại tích lũy càng nhiều thì sẽ gây ngộ độc các tế bào và ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của cơ thể. Cơ thể dễ bị dị ứng với các chất độc này làm phản ứng sản sinh ra chất ung thư trung gian là histamine một cách ồ ạt tạo ra phản ứng nổi mẩn ngứa. Và một trong những dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nhận biết ung thư đó là ung thư gan. Có thể nói mắt như một tấm gương phản chiếu tình trạng sức khỏe của chúng ta. Nó có quan hệ mật thiết với gan. Nếu có bệnh ở gan thì sẽ dẫn đến âm gan tăng, mắt không nhận đủ máu nuôi dưỡng thì sẽ bị khô mắt và đau nhức, ngứa ngáy và nhạy cảm với ánh sáng. Triệu chứng này tương tự như sau: khi bạn làm việc trên máy tính, điện thoại trong suốt một thời gian dài nên hầu như là sẽ bỏ qua. Thế nên nếu mà xuất hiện tình trạng ngứa mắt kéo dài quá 2 tuần mà không có dấu hiệu thuyên giảm, mặc dù đã can thiệp bằng các loại thuốc rồi, cô bác phải cảnh giác với bệnh ung thư gan và có xu hướng xử lý kịp thời. Các nghiên cứu trên thế giới thì cho thấy rằng ung thư gan hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng khoa học với các thực phẩm phòng chống ung thư. Một trong số đó phải kể đến là các loại rau xanh như súp lơ, tẩm bắp, trùng ngây, bởi chúng chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa và giàu natri nên tốt cho gan, đồng thời thì có khả năng kháng khuẩn, kháng virus, nhờ vậy mà giảm được tối đa nguy cơ bị ung thư gan. Dấu hiệu thứ hai đó là ngứa mũi. Cho tôi hỏi, cô bác ở đây có hay bị ngứa mũi không ạ? Tôi chắc chắn là có, bởi tình trạng ngứa mũi và mũi bị sưng tấy là dấu hiệu của bệnh bị viêm mũi dị ứng rồi. Bệnh này thì thường gặp phải vào mùa đông khi mà thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm đột ngột và độ ẩm không khí cao. Những người mắc bệnh về khoang mũi rất dễ bị ngứa mũi, hắt hơi và sổ mũi thường xuyên. Nhưng nếu cô bác thường xuyên cảm thấy ngứa mũi, ngoài việc cảnh giác với bệnh viêm mũi dị ứng ra, cô bác cũng nên chú ý đến sự xuất hiện của ung thư vòm họng. Ung thư vòm họng là căn bệnh ung thư phổ biến thứ tư gây tỷ lệ tử vong cao bởi khó nhận biết do nhiều triệu chứng gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, bởi theo các chuyên gia, do tai mũi họng là ba cơ quan có mối liên hệ mật thiết nên ung thư vòm họng cũng gây ảnh hưởng bằng cách là các cơn ngứa mũi thường xuyên xảy ra nhiều hơn. Điều này cũng được lý giải là do khối u ung thư vòm họng bắt đầu phát triển, chúng thì sẽ chèn ép hạch bạch huyết và gây đau rát họng thường xuyên, kể cả là khi nuốt nước bọt. Khi họng đau rát, đờm sẽ tiết ra nhiều và di chuyển ngược lên mũi mà khiến cho người bệnh luôn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, châm chích ở vùng mũi, kèm theo đó là tình trạng ngạt mũi, chảy nước mũi liên tục. Để phòng ngừa ung thư vòm họng, cô bác nên tạo và duy trì thói quen ăn uống khoa học. Trong bữa ăn thì nên tăng cường nhiều rau xanh và trái cây như cà rốt, chuối hay là củ cải, bởi trong những loại rau củ quả kể trên có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng chống lại tế bào ung thư. Ngoài ra thì không nên ăn các món như là cháo, bún, phở, canh khi chúng còn quá nóng, bởi nước nóng sẽ khiến cho thanh quản, thực quản và vòm họng bị tổn thương. Dấu hiệu thứ ba đó là ngứa ở cổ. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, tờ Nhân dân của Trung Quốc đưa tin về một trường hợp khá đặc biệt của một người phụ nữ tên là Tô Tiểu Vân, 45 tuổi ở Tứ Xuyên, đến khám trong tình trạng nổi mẩn đỏ và ngứa dữ dội ở vùng da trên ngoài cổ. Chị này cho biết tình trạng này đã kéo dài khoảng 3 tuần rồi, mặc dù đã cố gắng vệ sinh sạch sẽ và dùng thuốc bôi ngoài da, nhưng tình trạng này vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Sau khi thăm khám thì các bác sĩ kết luận là chị bị ung thư máu, tuy nhiên do phát hiện kịp thời được dấu hiệu nên khả năng cao chị vẫn chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này. Bác sĩ trực tiếp điều trị với chị Tiểu Vân thì cũng cho chia sẻ thêm.
cổ của chúng ta chủ yếu là kết nối với cơ thể và não bộ. Trên cổ có rất nhiều động mạch và mạch máu và các hạch bạch huyết phân bố. Khi tế bào ung thư xâm nhập vào cơ thể chúng ta, không có sức đề kháng, các khối hạch bạch huyết sẽ hình thành nên các tế bào ung thư. Tại thời điểm này thì hệ thống miễn dịch sẽ tiết ra hoạt chất gây ngứa để phát đi tín hiệu cho bệnh. Đặc biệt nếu mà nhận thấy tình trạng ngứa cổ kéo dài kèm theo hiện tượng nổi mụn đỏ và sạm đen thì khả năng cao là cô bác đã bị ung thư rồi đó ạ. Và cũng tại vùng cổ, nếu mà cô bác sờ thấy các cục hạch có kích thước lớn hơn 1cm dính chặt với các mô xung quanh, sờ nắn cảm thấy đau đớn và cứng thì lúc này hãy chú ý là có thể là một số các biểu hiện của giai đoạn tiền ung thư hoặc là dấu hiệu ung thư hạch cổ. Phần sau cổ cũng rất là quan trọng thôi. Một khi gan có vấn đề thì sẽ khiến cho vùng sau gáy dễ bị nhăn, đen và có cảm giác ngứa, báo hiệu là có thể là cơ thể của cô bác đang bị ung thư gan. Dấu hiệu thứ tư đó là chúng ta bị ngứa ở gan bàn chân. Nghe đến đây chắc hẳn sẽ có các cô bác phản đối, thậm chí còn hỏi ngược lại gay gắt chúng tôi rằng thế tôi làm đi làm đồng ở quê, chân cũng thường xuyên bị ngứa râm râm thì có phải là đi khám bệnh có thấy ung thư gì đâu. Thế mà ai bị ngứa ở bàn chân cũng đều là bị ung thư hết thì toàn nói linh tinh vớ vẩn, không có căn cứ tí gì cả. Vâng, thưa quý vị, cô bác thân mến, hiện ngứa ở gan bàn chân thì đúng là không khó khăn để chúng ta bắt gặp, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước có nhiều bùn hoặc là chất độc hóa học. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng ngứa ở gan bàn chân ngày càng nặng hơn, kéo dài quá 2 tuần kèm theo cả những nốt ban đỏ thì cô bác nên cẩn trọng với bệnh ung thư đấy nhé. Cụ thể thì khi gan bị ung thư, khả năng cao đào thải độc tố hầu như là không còn, thì gan bàn chân sẽ xuất hiện những chấm đỏ giống như là nốt ruồi son, kèm theo cảm giác châm chích ngứa rát và vô cùng khó chịu. Theo thời gian, các đốm đỏ này xuất hiện với mật độ dày hơn, cảm giác ngứa càng nặng hơn, thậm chí là gãi đến chảy máu. Những nốt ban này thì sẽ biến mất khi mà cô bác ấn mạnh xuống, gan bàn chân tái nhợt đi và chúng lại xuất hiện sau khi mà ngừng ấn. Đây là hiện tượng các hồng cầu bị thoát ra ngoài mạch máu và tràn vào các tổ chức ở dưới da, dẫn đến việc hình thành các u nhỏ và tế bào ung thư trong cơ thể. Hơn thế nữa, thường xuyên ngứa gan bàn chân cũng là dấu hiệu của tiểu đường. Khi mà bị bệnh tiểu đường, lượng đường huyết trong máu cũng sẽ tăng liên tục trong thời gian dài, khiến cho các mạch máu ở dưới chân của chúng ta gặp vấn đề và hiện tượng ngứa bàn chân. Do vậy, nếu mà cô bác cảm thấy ngứa gan bàn chân liên tục thì các bạn nên cẩn thận với bệnh tiểu đường đấy nhé. Dấu hiệu cuối cùng đó là ngứa da toàn thân. Làm về nội dung này thì tôi lại nhớ ngay đến cái chết thương tâm của bà nội tôi. Đó là vào năm 2019, bà tôi bỗng nhiên bị ngứa dữ dội ở vùng cánh tay, bàn chân và bụng, sau đó thì lan rộng ra toàn thân. Thời gian đầu thì bà tưởng bị dị ứng thời tiết hoặc nóng trong thôi nên tắm bằng rất nhiều các loại nước lá, mua nhiều loại thuốc về bôi mà tình trạng ngứa không có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ đến khi có những chỗ ở trên cơ thể bị tróc vảy, chảy máu thì bà mới tá hỏa đi khám bệnh. Lúc đó mới phát hiện ra là bị ung thư máu và bà đã mất sau khoảng 2 tháng nhập viện của bác ạ. Theo các bác sĩ giải thích rằng, hơn nữa, nồng độ đường quá cao có tế bào ung thư xâm nhập, vi khuẩn trong máu sẽ dễ dàng phát tán và phát tán đến khắp các tế bào ngoại riêng trên vùng da, khiến cho chúng ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đồng thời cùng là dấu hiệu cảnh báo ung thư máu giai đoạn đầu. Ngoài ra, khi gan thận có vấn đề, chất độc không được đào thải ra ngoài, cơ thể buộc phải bài tiết chúng ra ngoài đường hô mồ hôi thẩm thấu qua da. Điều đó lý giải vì sao da của chúng ta rất dễ đột nhiên bị ngứa ngáy, phát ban, sưng đỏ. Vậy nên khi thấy toàn bộ cơ thể bị ngứa ngáy mà không rõ nguyên nhân, cô bác nên đi kiểm tra gan thận đấy nhé. Còn nếu mà cô bác đang băn khoăn vậy có cách nào để phòng tránh căn bệnh này hay không thì xin trả lời với cô bác là có đấy nhé. Có một cách rất là đơn giản thôi, cô bác hãy bổ sung ngay thêm các món ăn từ rau dền vào thực đơn hàng ngày của mình. Bởi rau dền là một loại rau có hàm lượng hemoglobin rất cao nên có thể cung cấp một lượng sắt dồi dào cho cơ thể. Từ đó thì chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn trước nguy cơ bị ung thư máu tấn công. Cô bác thân mến, có nhiều người ví ung thư hiện nay giống như một con quỷ dữ bởi nó tấn công không chừa một ai cả, từ già trẻ, gái trai, người giàu cho đến người nghèo. Khi bị bệnh, cơ thể chúng ta sẽ bị hành hạ bởi sự đau đớn, sức khỏe sẽ dần kiệt quệ, rồi cuối cùng là chết một cách rất thương tâm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chúng ta hoàn toàn có thể là chủ động phòng tránh chúng bằng cách duy trì chế độ ăn uống khoa học lành mạnh và thường xuyên bổ sung đa dạng các loại rau củ quả và cả đồ uống vào trong thực đơn hàng ngày của mình.
Đặc biệt có 4 loại đồ uống sau đều được ví như là khắc tinh của bệnh ung thư. Biết mà uống sớm thì tiêu diệt hàng tá bệnh, càng uống càng khỏe mạnh, sống thọ 120 tuổi. Đầu tiên đó là nước chè xanh, thức uống được mệnh danh là sát thủ diệt ung thư. Có thể cô bác chưa biết chè xanh còn hay được gọi là chè tươi, là một loại uống cổ xưa nhất của loài người, có khả năng tăng cường miễn dịch, chống lão hóa và phòng ngừa bệnh tật vô cùng hiệu quả. Và không cần phải nói đâu xa, bà ngoại tôi chính là minh chứng rõ nhất cho kết quả của việc uống nước chè xanh mỗi ngày. Khi tôi hỏi thì bà bảo là đã uống loại nước này từ năm bà 16 và đến nay mặc dù bà đã 91 tuổi rồi nhưng bà vẫn đi lại nhanh nhẹn, cơ thể thì khỏe mạnh, chân tay thì dẻo dai và đặc biệt là bà không có bệnh lý nguy hiểm nào ở trong người. Làm được điều này đó là do chè xanh có chứa chất chống oxy hóa IgCG với hàm lượng rất cao. Chúng có nhiệm vụ làm tăng sức đề kháng và bảo vệ cơ thể chống khỏi các tác nhân gây ung thư. Ngoài ra, chất caffeine trong chè xanh có tác dụng chống buồn ngủ, giúp chúng ta giảm mệt mỏi, tăng hưng phấn và giữ cho tinh thần luôn được tươi trẻ, lạc quan. Đồng thời, thì catechin trong nước chè xanh còn bảo vệ gan, giúp gan khỏe mạnh, cải thiện chức năng gan và điều trị bệnh gan nhiễm mỡ rất hiệu quả. Có một lưu ý nhỏ dành cho cô bác đó là sau khi ăn xong thì cô bác tuyệt đối không được chống uống nước chè xanh bởi khi đó thì chúng sẽ làm cho dịch vị bị hòa loãng, cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn, thậm chí còn kích thích niêm mạc dạ dày sinh ra viêm loét. Do vậy, thời điểm tốt nhất để uống loại nước này là sau khoảng 30 phút. Đồng thời, cô bác cũng không được uống lúc bụng đang đói vì nước chè xanh sẽ làm cho cô bác cồn cào, khó chịu, hoa mắt, chóng mặt. Trong dân gian hay còn được gọi là say nước chè đấy ạ. Ngoài ra, những cô bác nào mà muốn cả đời chẳng phải lo ốm đau bệnh tật thì cứ duy trì uống nước lá tía tô thường xuyên đấy nhé. Cho tôi hỏi là ở đây có cô bác nào còn nhớ trong đại dịch Covid-19 năm 2021 thì loại nước nào thường được mọi người sử dụng nhiều nhất để tăng cường sức đề kháng và phục hồi sức khỏe nhanh sau khi bị nhiễm bệnh không ạ? Câu trả lời đó chính là nước tía tô và không phải ngẫu nhiên mà thứ đồ uống dân dã rẻ tiền này lại được ưu tiên lựa chọn sử dụng khi con người phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh cô bác ạ. Bởi trong đông y thì tía tô là một loại rau có vị đắng và tính bình, đồng thời là vị thuốc được xếp vào loại kích thích da mồ hôi. Vậy nên nước sắc từ loại lá này thì có tác dụng giãn nở mạch máu, hạ sốt và phòng trừ cảm mạo rất hiệu quả. Không chỉ vậy, tất cả các bệnh nhân sau khi sử dụng nước lá tía tô đều cảm thấy thư giãn, khỏe khoắn và phục hồi thể lực rất nhanh. Nếu mọi người mà biết sử dụng thường xuyên, sẽ luôn duy trì được sức đề kháng, đồng thời tự nâng cao được khả năng chống chọi lại các bệnh dịch nguy hiểm, kể cả là ung thư hay là Covid-19. Đồng thời thì tinh dầu aldehyde khi mà đi vào cơ thể còn đảm nhiệm rất tốt vai trò làm giảm cơ co thắt của phế quản, ức chế các cơn ho và điều trị viêm họng chỉ trong một thời gian ngắn. Cách nấu nước tía tô thì cũng rất đơn giản thôi. Cô bác chỉ cần lấy lá tía tô ngâm với nước muối pha loãng rồi chúng ta đem rửa sạch, đun nước sôi nước lọc lên và cho lá tía tô vào. Đậy kín nắp và để hỗn hợp khoảng 2 phút thì chúng ta tắt bếp, để nguội. Sau đó thì chúng ta sẽ cho 3 lát chanh tươi vào trong bình, đậy nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần. Và thời điểm tốt nhất để tận dụng được tối đa lợi ích của nước lá tía tô đó là vào khoảng trước bữa ăn từ 20 đến 30 phút cô bác nhé. Ngoài hai loại nước lá trên thì rau má cũng là một món đồ uống được rất nhiều các chuyên gia khuyên dùng. Nếu cô bác nào ở đây hiện tại vẫn duy trì thói quen uống nước rau má thường xuyên thì cho phép những người làm chương trình chúng tôi gửi tới cô bác một lời khen đấy nhé. Đây là một thói quen rất tốt và hữu ích đấy ạ. Bởi từ hàng ngàn năm nay, rau má đã được tận dụng để làm rau ăn, nước giải khát và làm thuốc chữa bệnh nhiều. Thậm chí là qua các thời đại, nó đã vốn nổi tiếng với tác dụng tăng tuổi thọ cho con người và được cho là một nguồn suối của tuổi trẻ. Cụ thể thì theo kinh nghiệm của các chuyên gia, uống nước rau má mà cách tốt nhất là nhanh nhất để mọi người thanh lọc cơ thể, giải độc và làm sạch gan. Khi việc đào thải độc tố ra môi trường thuận lợi thì các cơ quan bên trong cơ thể sẽ khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn. Chưa dừng lại ở đó thì saponin ở trong thức uống này còn giúp chúng ta tránh được tình trạng táo bón, nóng trong, mụn nhọt và đi cầu ra máu rất hiệu quả. Còn về công dụng điều trị ung thư thì chúng tôi xin khẳng định là nước rau má có thể làm được. Đó là bởi dẫn xuất acetylcysteine có trong rau má có khả năng hoạt động như một chất chống oxy hóa, có chức năng giải phóng và tiêu diệt sạch sẽ tế bào ung thư trong cơ thể rất hiệu quả.
Tuy là một loại nước uống lành tính nhưng cô bác tuyệt đối không được uống quá nhiều hoặc là uống thay nước lọc đâu nhé. Bởi về bản chất thì đây vẫn là một loại nước có tính hàn rất mạnh. Nếu lạm dụng thì chúng sẽ phản tác dụng, khiến cô bác đầy bụng tiêu chảy, kèm theo đó là đau đầu chóng mặt, thậm chí là ngất xỉu. Cô bác thấy không ạ? Nếu mà duy trì một chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ chất xơ dồi dào từ cả rau xanh và các hạt ngũ cốc thì nó sẽ có tác dụng tích cực đối với sức khỏe, giúp phòng chống một số bệnh cũng như là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, năng lượng mỗi ngày. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên cố gắng tu tâm dưỡng tính và giữ cho mình một thái độ sống thật tích cực của bác nhé. Thái độ sống tích cực là thái độ chủ động trước cuộc sống, luôn vui tươi và luôn giữ cho mình những suy nghĩ lạc quan dù có xảy ra điều gì. Vì vậy, sao phải có một thái độ sống tích cực ạ? Cuộc sống bên cạnh những niềm vui, sự hân hoan hay là thành tựu luôn là những nỗi buồn, sự thất vọng hay là thất bại. Con đường trải ngập hoa hồng cũng là con đường của những chiếc gai nhọn. Những khó khăn hay là thử thách sẽ là một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng cuộc sống có nhiều hơn thế ngoài những gian nan. Vì vậy, hãy giữ thái độ sống tích cực để khám phá cuộc sống một cách có ý nghĩa. Nếu chúng ta dùng lăng kính u ám chiếu rọi mọi thứ xung quanh mình, vạn vật có đẹp đẽ nhường nào cũng biến thành một sắc xám. Ngược lại, một vũng nước tù đọng dưới màn trời đêm có thể lấp lánh những ánh sao. Và nếu như chúng ta nhìn ngắm mọi thứ với ánh nhìn lạc quan, sống tích cực giúp mỗi ngày của chúng ta trở nên tràn ngập niềm vui. Những điều thú vị trước những khó khăn, thái độ sống lạc quan tích cực giúp mỗi người chúng ta luôn nhận ra mặt tích cực của mọi vấn đề, nhận ra những cơ hội mà người tiêu cực không thể nhận ra, từ đó gặt hái những thành công trong cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị cô bác đã chú ý quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.